Đây là Redmi Turbo 3, chiếc máy tầm trung vừa ra mắt nhà Xiaomi. Con này thì ra mắt cũng trong tháng 4 này thôi. Đấy, có nghĩa là về thị trường Việt Nam thì nó cũng chỉ loanh quanh khoảng tầm là 10 ngày đổ lại anh em ạ. Nó cũng rất là mới luôn. Trên điện thoại này thì nó đang gọi là có một cái sức hút rất lớn với người sử dụng. Giá thì nó cũng chỉ dưới 7 củ thôi. Và cũng như là trong video này, ngoài cái việc là mình cho anh em xem những cái thành phần của chiếc Redmi Turbo 3 ra, đánh giá nhanh cho anh em ra, thì mình cũng muốn so sánh một chút với cả một số con máy, ví dụ Redmi K7e này, xem là nó giống nhau cái gì, khác nhau cái gì, hay là mình sẽ so sánh với cả cái thằng em của nó là Redmi Note 12 Turbo. So sánh nhanh thôi để cho anh em cũng biết nhá. Anh em đừng quên nhấn nút đăng ký cũng như bật nút chuông để nhận thông tin về video mới nhất nhá. Hôm nay thì mình có cho anh em là hai màu sắc, bao gồm là màu vàng xám cũng như là màu đen. Với màu đen nhá thì nó sẽ là hoàn thiện theo nhám. Và Xiaomi nó không nói đây là nhựa hay là kính, nhưng mà theo như mình sờ thì mình thấy nó có vẻ như là nhựa. Chiếc Redmi nói chung là cụm cam đây. Mình có ngay một cái con Note 12 Turbo để cho anh em xem nhá. Cam trên con Turbo 3. Đọc Turbo 3 nghe nó cứ lớ cái giọng anh em ạ. Thì nó được làm to hơn so với cả Note 12 Turbo. To hơn nhá. Và nó sẽ được làm bóng hơn, tạo cho anh em một cái cảm giác là sang trọng hơn. Khung của nó ấy, thì cũng bằng nhựa thôi. Nhưng mà các bạn thấy một điểm khác biệt này, là con Note 12 Turbo này nút nguồn to, bởi vì nó trang bị vân tay bên hông. Còn con Turbo 3 thì nó là nút nguồn nhỏ. Đây, vân tay Turbo 3 đây. Đó, vân tay phía dưới màn hình, tốc độ nhận diện khá nhanh. Turbo 3 thì nó bị loại bỏ đi rắc cắm tai nghe 3.5. Đây là một cái thành phần mà rất nhiều anh em tiếc nuối. Turbo 2, à nhầm, Note 12 Turbo này, nó mỏng như vậy, mỏng như con Turbo 3 luôn mà nó có rắc 3.5. Phía bên này thì là chống trơn giống nhau, phía dưới thì nó cũng giống nhau thôi. Cổng tai C và khay C. Còn nếu để so sánh với cả con K70E nhé, thì mình thấy K70E nó làm tốt hơn ở cái phần là mặt lưng của K70E. Nó được hoàn thiện có vẻ như sang trọng hơn. Đây là quan điểm thẩm mỹ mỗi người thôi, nhưng mà mình thấy là có vẻ như vậy. Đây là cái mắt của mình thì mình cảm nhận là như vậy. Cái cụm cam thì mỗi người sẽ một cảm nghĩ nhá, không thì nó cũng giống nhau thôi. Thì đó là về thiết kế của Turbo 3. Đây là màu gọi là màu vàng xám. Màu này thì nó xung quanh nó sẽ có một cái vân viền vàng. Đấy, còn màu đen thì xung quanh nó là vân viền đen. Màu nào cũng đẹp, màu nào nó cũng khá là trang nhã, nó không kiểu quá bị màu sắc như một số chiếc điện thoại giá rẻ khác. Con này thì có một cái điểm cải tiến nữa là có cái tiêu chuẩn kháng nước IP64. Turbo 2 thì không có, Note 12 Turbo không có. Trọng lượng đi, khá nhẹ, có 183.5 gram. Đấy, anh em cầm trong lòng bàn tay thì đeo ốp cũng không hề bị khó chịu nhá. Ok, tiếp theo là về viền màn hình đi. Turbo 3 đây, viền rất rất mỏng. Note 12 Turbo nó đã có một cái viền rất tốt rồi, thế nên là Turbo 3 nó vẫn gọi là tiếp nối cái khoản tuyệt vời như vậy. Note 12 Turbo thì mình thấy là trái phải nó sẽ dày hơn một chút so với là Turbo 3 nhá. Cũng như là phần cạnh trên cũng dày hơn chút. Phần cằm thì là bằng nhau, cằm bằng nhau, nhưng mà con Turbo 3 ấy, thì những cái góc này nó được làm cong mạnh hơn. Còn Note 12 Turbo thì được làm vuông. Nói chung 12 Turbo viền đã rất tốt rồi, Turbo 3 nó còn được làm mỏng hơn tí nữa. Và nếu so với cả con K70E thì anh em sẽ thấy là một cái sự giống nhau không hề nhẹ. Nó gần như là giống hệt viền màn hình của chiếc K70E luôn. Có vẻ như là Xiaomi đã bê nguyên màn hình của K70E để lắp sang con Turbo 3. Và cái thông số màn hình của con Turbo 3 nó cũng y xì K70E luôn. Các bạn vẫn sử dụng AMOLED, các bạn vẫn có 120Hz, các bạn có độ sáng 2400 nit, 6.67 inch, và quan trọng nhất độ phân giải 1.5K. Đấy, các bạn thấy không? Nó nghe giống hệt so với K70E, có vẻ như là chung một cái tấm nền. Kính thì bây giờ là kính Victus, bền bỉ hơn trong cái quá trình mà các bạn sử dụng. Tất cả những chiếc điện thoại của Xiaomi mà cái tầm ra mắt bây giờ thì hầu hết nó sẽ được trang bị hai loa anh em ạ. Loa rất to mồm, nó to như con Note 12 Turbo luôn. Đấy, chất lượng âm thanh thì ở cái mức là trung bình khá anh em ạ. Trên này các bạn vẫn có cổng hồng ngoại, vẫn có mic nhá. Đấy, đây là những cái mà tiêu biểu Xiaomi rồi, gần như con máy Xiaomi nào nó cũng sẽ có thôi. Con này thì mở ra các bạn sẽ là HyperOS rồi, và các bạn sẽ có rất nhiều phiên bản cập nhật phần mềm sắp tới. Đương nhiên là nó sẽ còn lên HyperOS bản 2.0, 3.0, 4.0, nó là chuyện hoàn toàn bình thường với cả chiếc điện thoại Xiaomi. Và các bạn sẽ có RAM 12GB là tối thiểu, bộ trong 256GB là tối thiểu, và tốc độ bộ nhớ trong là phiên bản 4.0. Mình không biết là tương lai Xiaomi có tung ra bản RAM 8 hay không, cái này thì thời gian mới trả lời được. Thì thời điểm tại mình đang thấy là có khá nhiều trick để chúng ta có thể unlock bootloader một cách free. Đấy, cái này anh em tra trên YouTube là cũng sẽ có thôi. Thì nó cũng sẽ làm cái tiện hơn khi mà anh em mua Turbo 3.
Con chip được trang bị trên Turbo 3 nó sẽ là Snap 8S Gen 3. Đây là một con chip rất mới của Qualcomm. Và nếu để cho anh em hình dung dễ nhất thì con chip này sử dụng cái nhân đồ họa là Adreno 735, còn Snap 8 Gen 2 là Adreno 740. Có nghĩa là về hiệu năng khi mà các bạn chơi game trên 8S Gen 3 nó sẽ gần bằng so với cả 8 Gen 2. Nó kém 8 Gen 2 đâu đó khoảng tầm là gần 10%. Đấy, nó chỉ tầm như vậy thôi. Đây, mình chấm điểm AnTuTu lần đầu tiên nhé. 1.500.000 điểm, GPU là khoảng 516.000 điểm. Nhiệt độ tăng là 11,7 độ C, tối đa là 44%. Và pin giảm là 6%. Đó. Số điểm AnTuTu này mình chưa chơi game, nhưng mà nhìn cái số điểm mình cũng biết là chơi game rất là mạnh rồi. Cái tầm dưới 7 củ Xiaomi sách tay thì thường hiệu năng rất là bá đạo, anh em không phải lo vấn đề đấy. Và đương nhiên mình đã tải cả Genshin Impact lẫn PUBG Mobile. Hẹn anh em ở cái video dài tiếp theo nhé, là mình sẽ đăng video test game của Turbo 3 cho anh em xem. Đó. Đo cả nhiệt độ các thứ cho anh em luôn. Yên tâm là mình sẽ làm. Chiếc điện thoại này thì nó sẽ được nâng cấp về hiệu năng rồi này. Chúng ta được nâng cấp về cam nữa anh em ạ. Đấy, cam trước nó là 20 chấm này. Cam sau con cũ nhá. Con cũ là 64 chấm, còn con này nó chỉ 50 chấm thôi. Anh em nghe thế anh em tưởng tụt lùi nhưng không nha. Cảm biến mới thì nó sẽ thu sáng tốt hơn này. Có chống rung học này, 800 bút cho qua. Con này là có thể quay được tối đa 4K. Đây, 4K và 60 khung hình. Và quan trọng nhất là nó quay được Full HD ở camera trước 60 khung hình. Đó, nó sẽ rất là mượt anh em ạ. Quay Full HD cam trước thì thực sự không phải chiếc điện thoại Android nào cũng có. Thì cái này là một cái điểm mà mình rất là hoan nghênh. Tuy nhiên thì trong một cái điều kiện gọi là chia sẻ nhanh cho anh em như này thì mình chưa thể chụp sâu bằng chiếc Turbo 3 được. Đấy, mình cũng chỉ chụp rất nhanh những cái bức ảnh điều kiện ánh sáng trong phòng thôi. Cái màu ảnh trên Turbo 3 ở trong phòng nó vẫn không ok cho lắm. Nó vẫn hơi xịt. Cái này mình chia sẻ thật nhá. Mình thì mình rất muốn bán những chiếc điện thoại mình đăng lên, nhưng mà cái gì thật thì phải nói. Màu ảnh điều kiện trong phòng của Turbo 3 nó hơi xịt. Mình nghĩ là điều kiện ánh sáng ngoài trời cho những chiếc điện thoại tầm trung chuyên về hiệu năng như này nó sẽ ok hơn anh em nhá. Con này viên pin là 5000. Đấy. Và nó hỗ trợ sạc nhanh cao hơn anh em ạ. Bây giờ các bạn sẽ có một cái sạc nhanh 90W. Đấy, nó không có sạc không dây đâu. Đương nhiên bọn này không có rồi. Tốc độ sạc vào nhanh hơn. Theo như thông báo Xiaomi thì ở trên trang chủ họ không có đề hay sao ấy, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ nhanh gấp rưỡi xong cả là con Note 12 Turbo, hoặc là nhanh khoảng gấp 1,35 lần gì đó. Đó, pin 5000 thì vẫn là một viên pin tốt, với cả một cái trọng lượng chỉ có khoảng 180g thôi. À đúng rồi, nhầm đấy anh em ạ, đây không phải là màu xám vàng đâu, mà nó có một cái tên nghe nó sang chảnh hơn, là màu titanium. Đọc cái tên đấy nghe cho tây đúng không? Rồi, đây là video gọi là chia sẻ nhanh, báo giá cũng như là đưa đến cho anh em những thông tin về chiếc Turbo 3 trong cái thời lượng ngắn ngủi như thế này. Và mình cũng đã so sánh cho anh em về màn hình cũng như là về thiết kế nhanh của Turbo 3 và Redmi K7e, cũng như là so sánh nhanh cho anh em với cả cái thế hệ cũ của nó là chiếc Note 12 Turbo. Rồi, anh em thấy sao về con Turbo 3? Một con máy mà mình nghĩ là trong cái thời gian sắp tới, có nghĩa là khoảng 1 năm tới nó sẽ rất là hot thôi. Đây là dòng sản phẩm chiến lược Xiaomi mà. Đừng quên để lại kiến nhá. Và tất cả những sản phẩm mình trên tay mình đều có bán, những cái dòng khác mình đều có luôn. Những con mình cầm lên như này là mình bán hết. Anh em mình nhắn tin qua mình ở Facebook và Zalo nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.